trong các cuộc thi sắc đẹp thì thường là số đo 3 vòng thì được rất là nhiều người quan tâm phải không ạ? Đặc biệt trong đó là số đo của vòng 2, tức là vòng eo. Cô nàng nào mà có vòng eo càng nhỏ thì sẽ càng được coi là đẹp và được đánh giá cao, thậm chí là nên có vòng eo từ 58 đến 60 như Ngọc Trinh thì càng được ngưỡng mộ hơn nữa. Tuy nhiên thì mỗi người có một chỉ số khác nhau, và đã bao giờ quý vị tò mò tự hỏi là số đo vòng eo trung bình của phụ nữ Việt Nam là bao nhiêu chưa ạ? Cuộc điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm được Bộ Y tế thực hiện năm 2015 thì sẽ giúp chúng ta có câu trả lời ngay sau đây. Theo kết quả nghiên cứu này thì tổng mức trung bình chung số đo vòng eo của phụ nữ Việt hiện đại là 75,5 cm, vòng hông là 90 cm. Đáng chú ý là phụ nữ ở nông thôn có vòng eo nhỏ hơn vòng eo phụ nữ thành thị với con số lần lượt là 7,74,7 cho đến 76,8 cm. Cụ thể, nhìn vào bảng thống kê này thì có thể thấy là vòng eo và vòng mông của phụ nữ tăng dần theo độ tuổi. Điều bất ngờ là số đo vòng eo của phụ nữ không chênh lệch mấy so với nam giới. Vòng eo trung bình của nam giới Việt là 77,8 cm, nhiều hơn phụ nữ chỉ 2,3 cm. Vòng hông của nam giới cũng chỉ nhiều hơn phụ nữ là 0,7 cm. Tuy nhiên thì đàn ông thành thị lại có vòng eo lớn hơn hẳn đàn ông ở nông thôn khi chênh lệch tới mức là 4 cm. Cuộc điều tra có sự tham gia của gần 4.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 69 tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Vòng eo có số đo chuẩn không chỉ là một tiêu chí để đánh giá vẻ đẹp ngoại hình, mà nó còn là một yếu tố quan trọng để dự báo tình trạng sức khỏe và dự tính được cả tuổi thọ của chúng ta. Vậy thì vòng 2 như thế nào là đẹp và là chuẩn? Thực ra thì không có một con số cụ thể nào, bởi vì là tầm vóc khác nhau thì vòng 2 của chúng ta cũng sẽ khác nhau. Trong trường hợp lý tưởng thì vòng eo không được vượt quá 50% so với chiều cao của mỗi người. Cụ thể ví dụ như là tỷ lệ này thì sẽ càng lớn thì tuổi thọ của người đó sẽ càng giảm. Cụ thể nếu như một người đàn ông cao 1m7 thì vòng 2 lý tưởng sẽ không được vượt quá 85 cm, phụ nữ 1m6 thì vòng eo sẽ không vượt quá 80 cm. Tuy nhiên đây là mức giới hạn, còn đối với phụ nữ chiều cao trung bình Việt Nam là 1m5 thì vòng eo lý tưởng sẽ không nên vượt quá 70 cm. Vâng, và cần nói thêm là với chiều cao của những cô người mẫu ví dụ như từ 1m7 trở lên, mà nếu có vòng eo con kiến từ khoảng 60 đến 64 cm, thậm chí như Ngọc Trinh là 56 cm, nhìn thì có vẻ như là hoàn hảo. Tuy nhiên về mặt y học thì số đo vòng eo quá chênh so với chiều cao thì sẽ dẫn đến rất nhiều nguy cơ về sức khỏe. Vâng, và nếu như mà đàn ông Việt Nam hiện nay thường là săn đón những cô gái mà sở hữu chiều cao nổi trội với đôi chân dài miên man và thân hình mảnh khảnh, thì trước đây, nhất là trước thời kỳ bao cấp, những cô nàng cao kều lại bị xem là giới chuẩn. Một người phụ nữ sở hữu thân hình hoàn hảo nhất phải là cô gái có vóc dáng tròn trịa, mũm mĩm, gương mặt trái xoan, chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu và đặc biệt là vòng eo thắt đáy lưng ong. Vâng, và theo quan niệm truyền thống của người Việt thì một cô gái Việt phải có thắt đáy lưng ong nhỏ nhắn, và họ cho rằng thì cô gái thắt đáy lưng ong không chỉ là một chuẩn mực của cái đẹp mà còn thể hiện đức hạnh một người mẹ, một người vợ đảm đang. Như là dân gian ta hay có câu là đàn bà thắt đáy lưng ong đã khéo chừ chồng lại khéo nuôi con, và chính vì thế cho nên là những trang phục truyền thống như là áo yếm hay là áo dài đều đặc biệt chú ý đến việc tôn lên vòng eo duyên dáng của phụ nữ Việt.